tôi gặp TikToker thời cổ đại. Này, cái gì này? Người sỏi à? Chúng tôi có gặp một người sỏi đang làm clip review ẩm thực và tất nhiên thì nào vào đây à? Mày thì múc bang chúng ta này. Rồi sau khi mà đã xử xong. Anh bạn à? Các bạn nhớ ấn like video.